Công an thành phố Rạch Giá, Kiên Giang vừa phát đi thông báo cảnh giác thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí trong mùa dịch COVID-19 để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Công an thành phố Rạch Giá cho biết thời gian vừa qua trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương đã xuất hiện một số người giả làm cán bộ phát miễn phí khẩu trang có tẩm thuốc mê rồi chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nhóm có từ 3 đến 5 người, thủ đoạn của các nhóm này là tìm hiểu trước thời điểm vắng người hoặc những gia đình chỉ có người già, trẻ em để tiếp cận. Những người này có đeo thẻ như cán bộ công chức, đeo khẩu trang, bịt kín hoặc mặc quần áo bảo hộ và giới thiệu là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế xã phường đến điều tra về tình hình sức khỏe. Sau đó họ cho biết đang có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh. Nhưng thực chất những chiếc khẩu trang này đã được tẩm thuốc mê. Khi nạn nhân đeo vào sẽ bị hôn mê, những người này sẽ lục soát lấy tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trước tình hình đó, Công an thành phố Rạch Giá đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Nếu phát hiện có người tự xưng là cán bộ nhà nước đến kiểm tra cần cẩn trọng xác minh, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ vào nhà. Khi phát hiện có những nghi vấn bất thường phải nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ qua số điện thoại 02973 862040 của trực ban Công an thành phố Rạch Giá để phối hợp giải quyết. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.